bạn thân mến nhé, ngày hôm nay thì Sơn lại có mặt ở trên Sapa. Mấy ngày vừa rồi ấy, thì thời tiết nó khá là oi bức, cho nên là hôm nay Sơn đi lên trên này thì nó có hai mục đích các bạn ạ. Cái thứ nhất là Sơn đi chụp ảnh phục vụ cho một đôi cô dâu chú rể, người từ trong miền trong ra ngoài Sapa này để chụp ảnh và đang sử dụng dịch vụ studio ở bên Phú Gia bọn mình các bạn ạ. Thì trong ngày hôm nay thì Sơn sẽ đi du lịch và tham quan và đồng thời công việc luôn. Thì trên Sapa thì nghe nói là trong cái đợt mới đây á, là có khá là nhiều những cái điểm để chúng ta có thể review chụp ảnh được ấy. Nó rất là đẹp, thì cho nên là ngày hôm nay thì Sơn sẽ ghi lại những cái hình ảnh đẹp nhất ở trên này để truyền tải cho các bạn xem nhá.